tắt lên chim này. Đèn led 3D. Rồi nó sẽ qua một cái khác. À cái hamburger. Tại em đứng phía sau không nghe được mọi người thấy cái gì hết. Rất là 3D luôn, đúng không? Nói chung cái này là một số shop thời trang mà họ biết làm nó tạo ra sự khác biệt lớn lắm. Em mới muốn mua cái này cho nó khác nè. Anh nhìn rất là 3D luôn á. Rồi tiếp theo. Phân biệt lưu hay là bù cầu? Đi lên sản xuất. Đi xin lỗi nè. 看是能看得到, 图像是能看得到, 就是眼睛有点花, 看得头晕。 因为这我们看得去离太近嘛, 不要挂在高的地方。 Đây, 3D đây. Cái lồng đèn. Vậy mà làm cái này đảm bảo là rất là khác biệt. Rồi, nó sẽ qua thêm cái khác này. Em nghĩ nếu mà chị treo lên cao á thì chị nên mua cái loại có wifi để mình truyền dữ liệu nó dễ, chứ mỗi lần mà leo lên nó mỏi tay chưa. Này nạp dữ liệu là nạp bằng cái gì ạ? Nó sẽ truyền dữ liệu vô thẻ nhớ của mình á. Cái máy mà em nói không tường wifi á, ừ, là cái hiệu ứng của nó ra nó có được như vậy không anh? Độ phân giải nó sẽ đẹp, độ nó sẽ xấu hơn xíu. Cái độ phân giải này là nó đi theo cái chuyển động của cái quạt hay là tức là nó cái quạt nó tạo ra cái độ mịn của cái sản phẩm đó chị. Cái độ 3D của nó. Cái